Xin chào, chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ. Chỉ cần bấm một nút màu đỏ là sẽ thổi hàng trăm quả tên lửa hạt nhân cho nổ tung trái đất. Vậy thì đó có phải sự thật không? Vali hạt nhân được hoạt động như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Vali hạt nhân thật sự có tồn tại và nó được xem là vật bất ly thân của bất kỳ vị Tổng thống Mỹ nào hiện nay. Tối ông có thể xa vợ, xa thư ký, nhưng ông không được cách xa cái vali hạt nhân. Tại sao? Bắt đầu từ năm 1961, Mỹ và Liên Xô nằm trong mối quan hệ vô cùng căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh. Chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tổng thống Mỹ lúc đó lo rằng Liên Xô có thể bất ngờ tấn công Mỹ. Và nếu như lúc đó Tổng thống không có ở Nhà Trắng hoặc trong một tình huống khó khăn, có thể sẽ không kịp ra lệnh cho quân đội Mỹ phản đòn. Hoặc trong một trường hợp khác, có thể một vị lãnh đạo nào đó của Mỹ vì quá cực đoan lại chiếm quyền và kích hoạt cuộc tấn công hạt nhân vào Liên Xô thì sẽ gây ra thảm họa tày trời. Cho nên, để hai điều trên không xảy ra, Tổng thống yêu cầu thiết lập lại quy trình kích hoạt cuộc chiến hạt nhân bằng cách tạo ra một cái vali. Chỉ duy nhất Tổng thống có quyền ra lệnh tấn công hạt nhân thông qua cái vali đó, kể cả khi ông đang ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và nếu không có cái vali thì không ai có thể kích hoạt cuộc chiến hạt nhân. Vì vậy, cái vali được đẻ ra. Tuy nhiên, khi tính xa hơn, để tránh trường hợp Tổng thống bị ám sát hoặc chiếc vali gặp sự cố, thì một chiếc vali khác y hệt được giao cho Phó Tổng thống và một chiếc nữa được giao cho một nhân vật quyền lực mà Tổng thống tin tưởng. Nếu hai ông này mà toi, thì người thứ ba sẽ có quyền ra lệnh kích hoạt hệ thống vũ khí hạt nhân. Mặc dù vậy thì Tổng thống vẫn là người duy nhất có quyền hạt nhân nếu ông còn sống, cho nên chiếc vali luôn luôn phải kè kè bên cạnh Tổng thống bất kỳ ông đi đâu làm gì. Với khả năng kích hoạt kho vũ khí hạt nhân có thể xóa sổ cả thế giới, thì chiếc vali này đã trở thành thiết bị quyền lực bậc nhất hành tinh. Nó không đứng thứ nhất vì Nga cũng có một chiếc như vậy. Các bạn sẽ thấy, Tổng thống đi đâu cũng có người sĩ quan xách vali đi theo, bất kể trên máy bay, trên xe bọc thép, trong phòng họp với nước ngoài hay đi giải lao, giải trí. Nếu như ở khách sạn, người giữ chiếc vali sẽ được xếp ở ngay phòng cạnh Tổng thống, có điệp viên bảo vệ chặt chẽ 24/24, giống như bảo vệ sự an toàn của cả thế giới. Với công việc vất vả và áp lực cao như vậy, đội phụ tá giữ chiếc vali gồm 5 người sẽ luân phiên nhau trực. Đây không chỉ là những người đàn ông khỏe mạnh để xách chiếc vali nặng tới 18kg mà mặt vẫn tươi như lan đột biến mới nở, mà những người đàn ông này còn phải rất giỏi võ thuật, có thể đối phó với những đối tượng có ý đồ xấu. Nhưng quan trọng nhất là họ phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không thể bị mua chuộc. Họ sẽ được điều tra lý lịch siêu kỹ và tuyển chọn rất khắt khe. Mặc dù được bảo vệ vô cùng cẩn thận, nhưng kể cả chiếc vali có vô tình lọt vào tay kẻ xấu thì chúng không đơn giản có thể sử dụng được, mà sẽ thành đống sắt vụn vô tri vô giác. Để mở chiếc vali, chỉ có Tổng thống mới mở được nó thông qua một chiếc thẻ định danh đặc biệt mà Tổng thống luôn để trong người. Có nhiều thông tin cho rằng chiếc vali đến đời Tổng thống Obama đã được gắn thiết bị nhận dạng võng mạc, phải đúng võng mạc mắt của Tổng thống mới mở được chiếc vali, không cần thẻ định danh nữa. Và khi mở được chiếc vali thì nó cũng không phải chỉ có một cái nút màu đỏ bấm phát là phóng tên lửa luôn, mà thực ra trong vali là một thiết bị điện tử phức tạp và hiện đại, được kết nối với vệ tinh cùng hệ thống mạng được bảo vệ cực kỳ khắt khe để không bất kỳ kẻ nào có thể hack và lấy cắp thông tin. Nhưng vẫn phải đảm bảo bất kỳ lúc nào và ở đâu, thông tin từ chiếc vali đều truyền được về sở chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ. Có để kích hoạt một vụ tấn công hạt nhân vào một nơi cụ thể, Tổng thống sẽ không bấm nút màu đỏ, không đơn giản như vậy. Các chương trình tấn công đã được thiết kế sẵn, Tổng thống muốn bắn vào đâu thì phải nhập mã của chương trình đó, ví dụ như 001 là Triều Tiên, 002 là Trung Quốc. Tuy nhiên, đoạn mã trong thực tế dài và phức tạp hơn rất nhiều. Sau khi gửi mã về trung tâm chỉ huy, mật mã sẽ được đối chiếu với mật mã trong két sắt được lưu giữ cẩn thận tại trung tâm. Nếu nó trùng nhau thì mệnh lệnh sẽ được thực thi. Điều gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết, hàng triệu người sẽ trở thành tro bụi. Còn nếu mật mã sai thì có thể kẻ nào đó đã hack vào hệ thống và gửi đi mật mã giả mạo. Đương nhiên, mệnh lệnh tấn công sẽ bị hủy. Ngoài ra thì trong chiếc vali còn có danh sách các hầm bí mật mà Tổng thống Mỹ có thể sử dụng trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công hạt nhân. Kèm theo đó là chỉ dẫn liên lạc với Lầu Năm Góc và đề xuất về các bước hành động tiếp theo. Vali cũng chứa quyền kích hoạt hệ thống thông tin khẩn cấp EAS. Nhờ đó mà Tổng thống có thể phát biểu trước toàn dân trong vòng 10 phút.
Giống như chúng ta thường thấy đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ trong các phim viễn tưởng khi người nước ngoài tấn công. Bên cạnh Mỹ thì Nga cũng có vali hạt nhân và cũng có 3 chiếc dành cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Chức năng vali hạt nhân Nga cũng tương tự, nhưng nó có thêm bộ phát sóng radio để ba ông lớn có thể đàm thoại với nhau. Có một sự kiện rất nguy hiểm liên quan đến chiếc vali này, đó là vào năm 1995, Na Uy phóng tên lửa đẩy vệ tinh nhưng lại không thông báo trước. Khi tên lửa bay về phía Nga, hệ thống radar đã sớm nhận ra và đưa ra cảnh báo. Ngay sau đó, các nhà lãnh đạo cao cấp của Nga đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp vì cho rằng có thể đang bị tấn công hạt nhân. Cả 3 chiếc vali hạt nhân được mở khóa, các lực lượng hạt nhân sẵn sàng chờ lệnh. Rất may, tên lửa đẩy đã tách ra và rơi xuống biển. Nếu chỉ bay thêm một chút nữa, có thể Nga đã ra lệnh tấn công hạt nhân vào Mỹ và NATO vì sự cố nhầm lẫn này. Vali hạt nhân đúng là chìa khóa hủy diệt nhân loại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.